Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn mình gieo gõ Sơn Tinh 1982 lên. Ở đây phát lâu chưa? Đã phát lên nhiều lên lâu chưa? Nó cạp nó le mà thịnh quá. Nó phải mình le luôn đi, mình tực luôn đi. Tôi chạy cái nào ấy? Bật nè. Cảm giác thấy sao? Thôi không? Mày để bự. Có mai mới làm. Mai chú làm clip à? À, tối nay có thể gì làm. Mình gõ lên tìm Sơn Tinh 1982. Sơn Tinh 1982 có thể lên được. Quá ngon. Trái này quá ngon luôn. Ngon. Cái này. Cái kia nó nhỏ. Ngon. Nó ngọt hơn cái vị trái dừa nước. Trái dừa nước nhiều. Đúng, nó ngọt hơn. Phải ra cốp là ăn cái này là chị da dày á, chị nhức đầu luôn. Chị nhức đầu là ăn luôn cái mấy cái chín thịt á.